Hôm nay là ngày đặc biệt trăm năm có một. Người phụ nữ này là mẹ rừng Dora. Cô ấy có thể thông qua ý niệm hồi sinh thực vật, hồi phục lại sự sống. Một khi nữ hoàng Dora chết đi, khu rừng sẽ mất đi sự sống, mãi mãi chết đi. Hôm nay nữ vương muốn chọn một người kế thừa khu rừng, truyền linh lực của mình vào một bông hoa để sinh mệnh của khu rừng có thể tiếp tục. Hai con ốc ca gầy và một con béo lùn đã chuẩn bị một bông hoa to nhất cho nữ hoàng, nhưng nữ hoàng không thích mà chọn chúng nụ hoa nhỏ xấu xí ở bên cạnh. Ốc béo băn khoăn về búp non được tuyển chọn kỹ càng. Nữ hoàng đến nhìn còn không thèm nhìn lấy một cái. Nếu là nữ hoàng đã chọn thì nhất định không thể sai được. Con ốc gầy ngắt nụ hoa trao cho vương hoàng. Không sai, đây chính là người kế thừa mà ta muốn tìm. Hai chú ốc sên vô cùng vui vẻ, cuối cùng đã giúp nữ hoàng hoàn thành sứ mệnh tìm người thừa kế. Nữ hoàng cầm nụ hoa trong tay từ từ nâng lên cao. Ngay khi cô chuẩn bị truyền linh lực của mình vào trong nụ hoa, tướng xanh canh rừng đột nhiên phát hiện một chiếc lá bị thối. Vị tướng xanh lập tức cảm nhận được có gì đó không đúng, quay đầu liền dương cung lên bắn vào thân cây gần đó. Các chiến sĩ canh rừng khác đều đã sẵn sàng chiến đấu. Một tên lính quỷ thối nát ngụy trang trong vỏ cây lập tức bị bắn chết. Ngay lập tức hàng ngàn hàng vạn những tên lính quỷ biến chất ẩn trong vỏ cây lao ra. Họ muốn ngăn cản sự ra đời của người thừa kế khu rừng. Vì sự an toàn của nữ hoàng và người thừa kế, tướng xanh ra hiệu cho nữ hoàng mau chóng mang nụ hoa rời đi. Chiến binh rừng ẩn nấp trên cây nhảy xuống lập tức tham chiến. Các cung thủ lập tức vào đội hình, họ luân phiên nhau bắn để chặn đường bọn ma binh. Một nhóm chiến binh rừng cưỡi chim bảo vệ xung quanh nữ hoàng, bảo vệ nữ hoàng an toàn rời đi. Nhưng thấy một đôi bồ công anh sắp bị một tên quỷ binh bắt được, nữ hoàng liền phẩy tay, cành cây đã đánh bay lên quỷ binh cứu được bồ công anh. Ngay khi nữ hoàng sắp chạy đến tòa sen, trên mặt nước xuất hiện nhiều quỷ binh. Hai con ốc sên còn muốn ngăn lại, nhưng đám quỷ binh hoàn toàn không thèm chú ý đến họ. Lúc này, đám quỷ binh bại hoại từ trên cây nhảy xuống. Kỵ binh nhanh chóng dương cung ngăn cản, nhưng có quá nhiều quỷ binh, chiến sĩ rừng xanh hai tay địch không lại bốn tay, chúng tấn công xe của nữ hoàng. Nữ hoàng Dora gặp nguy hiểm, ngay cả vị tướng xanh anh hùng cũng bị đám ma binh đẩy xuống nước. Quỷ binh ẩn dưới nước trồi dậy tấn công, kéo từng chồi hoa xuống nước với tốc độ cực nhanh, nhanh chóng bao vây nữ hoàng Dora. Nữ hoàng chỉ có một mình bị bao vây lại. Thấy đám ma binh sắp thành công, nữ hoàng Dora nhảy người lên, một lực lượng mạnh mẽ đánh đám quỷ binh bay lên không trung, sau đó duỗi tay phải ra, một dây leo đưa nữ hoàng ra khỏi vùng nước nguy hiểm. Nữ hoàng đi đến đâu, cây đại thụ vươn lá rộng chắn đường ma binh đến đó, hộ tống cho nữ hoàng. Nhưng đám ma binh ở trên cây không có ý định tha cho cô. Bọn chúng làm những chiếc lá bị héo, nhanh chóng đuổi kịp. Ma binh vứt ra ma trượng trong tay, muốn làm hỏng con đường phía trước của nữ hoàng. Nữ hoàng phẩy tay, mặt đất bị hỏng ngay lập tức hồi sinh. Để bảo vệ nữ hoàng có thể an toàn di chuyển, chiến binh rừng xanh dùng lá làm dù nhảy xuống mặt đất. Họ chiến đấu đến chết để ngăn sự truy đuổi của đám ma binh, nhưng đám ma binh lại quá đông, ma tôn sống chết phải bắt được nữ hoàng. Rất nhanh có rất nhiều ma binh đuổi theo. Nữ hoàng vươn tay ra, một cành cây khô lập tức sống lại, thành công ngăn chặn những kẻ theo đuổi phía sau. Không dễ gì mới thoát khỏi nguy hiểm, một con ma binh khổng lồ lại xuất hiện trước mặt. Thời khắc nguy cấp, bồ công anh nhỏ được nữ hoàng cứu trước đó kéo cành cây, cứu được nữ hoàng. Còn chưa kịp cảm ơn, đám ma binh tập kết lại ngày càng nhiều. Nữ hoàng kéo bồ công anh nhỏ nhanh chóng bỏ chạy để đánh lạc hướng những kẻ truy đuổi. Nữ hoàng nhờ chiến binh đón bồ công anh đi, còn mình chạy đi theo đường phụ. Phía bên kia, chiến binh xanh thoát khỏi đám ma binh, leo lên từ dưới nước, sau đó cưỡi chim để tìm nữ hoàng Dora. Vì để giúp nữ hoàng, hoa và cây xây dựng một lối thoát dành riêng cho cô. Thân cây dày trở thành bập bênh cho nữ hoàng. Nữ hoàng đến đầu thân cây bật nhảy vọt lên. Lúc này tướng quân xanh cưỡi chim vừa hay bay qua đón được cô. Vốn tưởng rằng đã giải trừ được nguy hiểm, không ngờ ma tôn đưa theo con trai đuổi đến, vừa đến đã bắn tên về phía nữ hoàng. Mà tướng quân xanh cũng đâu có vừa, quay người bắn lại một tên. Ma tôn bắn mũi tên trong tay ra, vội vàng đuổi theo con trai. Lúc này tướng quân xanh phát hiện nữ hoàng cũng bị trúng tên, vội vàng đưa tay ra đỡ lấy, nhưng đã quá trễ rồi. Nữ hoàng cứ vậy ôm nụ hoa, mang theo nhiệm vụ còn dang dở mà ngã xuống. Cô bé vô tình lạc vào một khu rừng, lại phát hiện tinh linh nữ hoàng bị thương. Nhìn tiểu tinh linh đang hấp hối trước mặt, Mary vô cùng ngạc nhiên, còn chưa kịp hỏi đã xảy ra chuyện gì, cây cối xung quanh như được hồi sinh, ngay lập tức quấn lấy họ ở giữa. Nữ hoàng biết thời gian của mình không còn nhiều, trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời, cô đã đem toàn bộ tinh lực của mình thổi vào nụ hoa. Nụ hoa từ từ bay đến tay Mary, một lực lượng mạnh mẽ trong tay cô không ngừng chạy qua chạy lại, đưa Mary bay lên bay xuống trong không trung. Sau một hồi loạng choạng, cuối cùng Mary cũng rơi xuống đất. Lúc này Mary kinh ngạc phát hiện, giờ đây cơ thể của mình có kích thước chỉ nhỏ bằng một tinh linh. Cô cũng không kịp nghĩ nhiều, Mary đứng dậy chạy đến bên cạnh nữ hoàng. Nhìn nữ hoàng bị thương nặng nằm dưới đất, Mary nhất thời không biết phải làm sao. Nữ hoàng trước lúc lâm chung nói với cô, nhất định phải mang nụ hoa có linh lực này giao đến tay thuật sĩ. Một khi nụ hoa này rơi vào trong tay ma tôn, khu rừng sẽ bị hủy hoại vĩnh viễn tiêu tàn. Nói rồi nữ hoàng qua đời. Chính vào lúc này, các binh lính bảo vệ khu rừng cũng đuổi đến. Đối với cái chết của nữ hoàng rừng xanh, tướng quân xanh rơi vào nỗi hổ thẹn sâu sắc. Mary nói với tướng quân xanh theo như phân phó của nữ hoàng,
muốn đem nụ hoa này giao cho pháp sư, chỉ có anh ta mới có thể giải được mật mã của nụ hoa, giải cứu cả khu rừng. Tướng quân xanh quyết định đưa Mary cùng đi tìm pháp sư, hành trình còn dài vì để nụ hoa không bị héo. Hai chú ốc sên nhỏ cũng lên đường đi cùng. Phía bên kia đám ma binh đang không ngừng tàn phá khu vườn, vì để báo thù cho con trai đã chết. Ma tôn trao thưởng cho ai phá hủy được nụ hoa có chứa đựng linh lực của nữ hoàng, cả khu rừng sẽ trở thành địa ngục. Sau khi đến được hang động, bọn họ tìm được thuật sĩ. Không ngờ ông già thông thái trong huyền thoại lại là một con sâu bướm. Mary giao nụ hoa cho thuật sĩ, nói với anh ta về chuyện nữ hoàng bị ám sát. Sau khi thuật sĩ biết được, đưa mọi người đến cuốn sách lâu năm dưới lòng đất. Ở đây có lưu trữ nhật ký khi nữ hoàng còn sống viết lại những sự kiện lớn xảy ra trong khu rừng. Pháp sư tìm được tờ nói về nụ hoa, bên trên viết phải luôn giữ ấm cho nụ hoa. Vào một đêm trăng tròn khi mặt trăng ở điểm cao nhất, nụ hoa sẽ nở dưới ánh trăng. Nếu ánh trăng biến mất giữa chừng, nụ hoa sẽ dần khô héo rồi chết đi. Khu rừng sẽ diệt vong và trở thành địa ngục. Mary vốn tưởng rằng chỉ cần tìm được pháp sư thì mình có thể biến trở lại như cũ. Không ngờ pháp sư không hề biết ma pháp, chỉ có thể chờ đến khi nụ hoa nở. Sau khi chọn ra nữ hoàng mới có thể biến cô trở lại như cũ. Vì vậy Mary chỉ đành tạm thời ở lại đây. Cuối cùng đêm trăng tròn cũng đến. Đêm nay nữ hoàng mới của khu rừng sẽ được sinh ra. Ngay khi mọi người đang mong chờ, cung điện ánh trăng bắt đầu rung chuyển dữ dội. Đột nhiên mặt đất nổ tung, một con chuột khổng lồ chui ra khỏi lòng đất. Nó đang dùng mũi đánh hơi xung quanh tìm kiếm thứ gì đó. Hóa ra là ma tôn muốn đến cướp nụ hoa. Hai chú ốc sên ôm chặt nụ hoa trong vòng tay. Muốn cướp nụ hoa đi e là phải qua cửa của bọn tôi đã. Yên tâm, ta sẽ không sát hại các ngươi. Nói rồi ma tôn liền ôm lấy hai người họ, bò xuống thuận theo leo lỗ chuột đào. Lúc này tướng quân xanh vội vàng đuổi theo. Lúc này cửa hang đã bị đá lở chặn lại. Cuối cùng tướng quân xanh vẫn chậm một bước, nụ hoa vẫn bị ma tôn cướp đi. Pháp sư đề nghị có thể cải trang, xâm nhập vào vương quốc của đám quỷ binh, cướp nụ hoa lại. Mary đưa bọn họ đi lấy đồ ngụy trang. Cả ba đến nhà của Mary ở thế giới loài người. Đây là phòng thí nghiệm của bố cô. Nhìn bố luôn mê mẩn nghiên cứu tinh linh, trong lòng Mary cảm thấy rất khó chịu. Cô đến bên cạnh bố mình gọi thật to, nhưng do cô quá nhỏ bé, bố không chỉ không nghe thấy được, ngược lại còn thu hút thú cưng trong nhà đến. Động tĩnh chú chó bắt tinh linh kinh động đến bố Mary. Bố cô đeo kính tự chế lên nhìn thấy tiểu tinh linh. Anh nhanh chóng lấy máy hút bụi ra bắt đầu đi săn yêu tinh. Thời khắc quan trọng, tướng quân xanh bắn cung tên vào mông bố Mary, sau đó mượn lực đàn hồi trên người con chó, nhảy lên túm lấy rèm cửa đưa cả đám lên trên. Ông bố đứng dậy tiếp tục chiến đấu. Mary ở phía sau cứ vậy bị hút vào máy hút bụi. Bố cô vui mừng khôn xiết, nhiều năm nghiên cứu cuối cùng đã có kết quả. Sau khi cởi mũ nhìn kỹ hơn, hóa ra lại là con gái mình, dọa cho anh kinh hãi ngất luôn tại chỗ. Mary đi đến trước mặt bố, hôn lên trán bố mình, sau đó dùng kim để lại ghi chú cho bố, sau đó mặc lên mình áo giáp ma binh, ngồi lên chim nhỏ rời đi. Ba người cải trang thành ma binh, bước vào khu rừng thối nát của ma tôn. Ở đây là một cái hố không đáy, đến bên vực thẳm liền thấy, nơi đây có hàng ngàn ma binh đang chiếm đóng. Tướng quân xanh quan sát xung quanh đưa ra quyết định, mình sẽ đi đánh lạc hướng đám tiểu binh đó, nhân cơ hội cho bọn họ nhanh chóng đi lấy nụ hoa về, nói rồi liền nhảy xuống vực sâu. Tướng quân xanh thu hút toàn bộ đám tiểu binh, kéo dài chút thời gian cho họ. Mary nhanh chóng tìm được hai chú ốc sên cùng nụ hoa. Khi đang chuẩn bị rời đi, không ngờ đám ma binh đang đi tuần tra nghe thấy tiếng động, vội vã chạy qua, vừa đi đến đã phát hiện nụ hoa đã không cánh mà bay. Hai tên này vừa ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện bọn họ đang ôm nụ hoa muốn trốn đi. Hai tên lính lập tức ngồi máy bay đuổi theo, vừa lên đã một trận đấm đá, dọa cho ốc sên nhỏ không ngừng kêu lên, xem ra hôm nay phải để lại cái mạng nhỏ ở đây rồi. May thay tiểu hoàng tử Linh Linh đá một phát giải quyết được kẻ địch, hai tên địch này ngã xuống. Ma tôn nhìn thấy nụ hoa bị trộm đi, lập tức phái vô số ma binh bay ra khỏi hang. Vì để bảo vệ sự an toàn của nụ hoa, tướng quân xanh chọn hy sinh bản thân, chặn lũ ma binh đang lao đến như thác lũ lại. Mọi người chỉ có thể dương mắt đứng nhìn bất lực, chỉ có thể mang theo nụ hoa rời đi. Bay về phía điện mặt trăng, mọi người đều vì mất đi tướng quân xanh mà tự trách bản thân. Dưới sự mong đợi của các tinh linh, Mary mang theo nụ hoa trở lại căn cứ. Pháp sư đặt nụ hoa lên bàn điện mặt trăng, giờ chỉ cần chờ trăng tròn phát ra ánh sáng khiến nụ hoa nở ra, chào đón một nữ hoàng mới cứu cả khu rừng. Ngay khi mọi người đang mong chờ, ánh sáng đột nhiên chập chờn, hóa ra là ma tôn mang quân đoàn của mình đến che lấp ánh trăng, dẫn đến nụ hoa ngừng nở. Các chiến binh rừng ngay lập tức tham chiến, nhưng đám quỷ binh quá nhiều, nụ hoa đang gặp nguy hiểm. Ốc sên nhỏ cũng muốn lao lên tham chiến, đáng tiếc vật cưỡi bị Mary cướp mất. Hóa ra Mary muốn đi thông báo cho bố đến giúp đỡ. Nếu nụ hoa cứ nở trong bóng tối, ma tôn sẽ có được sức mạnh bóng tối. Thời gian cho khu rừng không còn nhiều, Mary thông qua camera không ngừng gọi bố, nhưng bố cô lại không nhìn thấy. May thay cuối cùng ông bố cũng phát hiện chỉ dẫn cô để lại trên bản đồ. Một ma binh cưỡi chim đuổi theo đến, Mary sợ hãi vội vàng bỏ chạy, nhưng thời khắc nguy hiểm chú chó đã lập được đại công, thành công dùng miệng giải cứu Mary. Chính vào lúc này, bố Mary cũng mang trang bị vào rừng, đi theo con gái giải cứu vương quốc. Toàn bộ quân lính rừng xanh đều được phái đi. Mặc dù ma binh số lượng lớn bọn họ không có cơ hội chiến thắng, nhưng vì nữ hoàng, các chiến binh rừng xanh bằng mọi giá phải bảo vệ nụ hoa.
Ma Tôn đến trước điện mặt trăng, thị vệ không thể ngăn năng lực của anh ta được, một phát búa đập xuống, đi đến đâu màu xanh của lá cây mất đến đấy. Ngay khi Ma Tôn chuẩn bị lấy nụ hoa đi, tướng quân xanh thoát chết chạy đến được, vì chính nghĩa, cho dù chỉ còn giọt máu cuối cùng cũng phải chiến đấu đến cùng. Mary đưa bố đến điện thần mặt trăng, nhảy vào túi áo của bố lấy điện thoại ra, tìm được âm thanh của rơi, thu hút đám rơi đến. Đám rơi khiến bố cô phải trốn vào trong hang, tướng quân xanh hoàn toàn không phải là đối thủ của Ma Tôn. Rất nhanh đã bị đè xuống đất. Ma Tôn giơ cao pháp trượng muốn giết anh, may thay tinh linh hoàng tử kịp thời đuổi đến cứu được anh. Cùng với đàn rơi tan ra, cuối cùng ánh trăng cũng xuất hiện trên bầu trời. Nụ hoa hấp thụ tinh hoa của mặt trời và mặt trăng, lập tức nở hoa. Ma Tôn vẫn còn muốn đấu tranh lần cuối để giành lấy nụ hoa. Pháp thuật của nữ hoàng phát ra ánh sáng mạnh mẽ, tướng quân xanh cùng tinh linh hoàng tử nhân cơ hội đuổi Ma Tôn ra ngoài. Ma Tôn đáng thương cứ vậy bị một cái cây to nuốt chửng, biến thành một cục cây khổng lồ. Khu rừng lại phục hồi lại, trong điện mặt trăng bóng hình nữ hoàng lại xuất hiện. Bà đem pháp lực truyền lên bông bồ công anh đã từng cứu bà, cô chính là nữ hoàng tân nhiệm của khu rừng. Sau khi nhiệm vụ kết thúc, Mary cũng bị một lực mạnh mẽ hút đi. Đợi đến khi bố tìm thấy Mary, Mary đã trở lại bộ dạng ban đầu. Sau khi trải qua sự việc này, cuối cùng Mary cũng tin những gì bố nói là thật. Hóa ra thực sự có tinh linh đang bảo vệ thiên nhiên.